Cho đến tận ngày nay thì Nguyễn Ánh hay Vua Gia Long, những tội trạng thiên cổ như rước voi về giày mà tổ hay cõng rắn cắn gà nhà, khi mà mỗi lần thua trận lại đi quỵ lụy, ôm gối ngoại bang. Tuy nhiên nếu công bằng mà nói, thì Nguyễn Ánh quả thực là có chân mệnh đế vương ở trong người. Bởi lẽ sau rất rất nhiều lần sinh tử cận kề, nguy hiểm trùng trùng trong gang tấc, thế nhưng ông vẫn thoát nạn. Trong suốt mấy mươi năm lăn lộn, hòn tên mũi đạn không bắt kịp ông, bệnh tật hiểm nghèo không gõ cửa buồng ông, Nguyễn Ánh vẫn được trời cho sống và sống rất là khỏe mạnh để lên làm vua là đằng khác. Phải chăng đó là hào quang của nhân vật chính, bởi vì nó nằm ngoài các định luật thông thường? Hãy cùng ta ca điểm qua những lần thoát chết của Nguyễn Ánh khỏi tay Tây Sơn trong video ngày hôm nay. Nguyễn Ánh, ông vua siêu may mắn, 18 lần thoát chết khỏi tay Quang Trung. Vua Gia Long sinh năm 1762, mất năm 1820. Tên thật thì là Nguyễn Phúc Ánh, hay còn được gọi là Nguyễn Ánh. Ông là người sáng lập ra triều Nguyễn, được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thế Tổ. Ông trị vì đất nước từ năm 1802 đến khi qua đời là năm 1820. Hơn tất cả, ông có thể gọi là một người vô cùng may mắn. Theo các bạn thì cuộc đời này may mắn nhất là gì? Trúng xổ số vài chục tỷ của Vietlott, học đúng một bài duy nhất và ngày mai thi trúng tủ, hay là rơi xuống biển đầy cá mập nhưng mà lại không chết? Trên thế gian thì có rất là nhiều các kiểu may mắn. Tuy nhiên là thoát chết có lẽ là loại may mắn nhất, vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng của chúng ta. Còn mạng thì mới nói chuyện được. Bạn có biết đến Franz Selak là một người Croatia, thường được mọi người gọi là người đàn ông may mắn nhất thế giới, với 7 lần thoát chết khi gặp những tai nạn hy hữu trong lúc di chuyển. Mới có 7 lần thôi mà đã được ca tụng là may mắn nhất thế giới rồi. Thế thì Nguyễn Ánh ở dưới mồ nghe thấy chắc phải ôm bụng cười mỉa mà bảo: thế người hơn 18 lần thoát chết như ông đây, há chẳng phải tôn là ông tổ của may mắn hay sao? Đúng vậy, 18 lần thoát chết trong tay cùng một đội quân, mà cụ thể ở đây là quân Tây Sơn, với sự chỉ đạo của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Hãy cùng đếm nha. Lần thứ nhất, vào năm 1777, cả gia tộc bị Tây Sơn thảm sát, mình Nguyễn Ánh sống sót. Ông khi đó mới 17 tuổi, chạy ra Phú Quốc trốn, thì quân Tây Sơn lùng sục khắp nơi, muốn nhổ cỏ tận gốc. Nguyễn Ánh thiếu thốn đủ thứ, chỉ còn biết cầu nguyện: nếu mà trời cho ta làm vua, thì hãy ban nước ngọt và lương thực. Trong lúc tuyệt vọng, ông dùng gươm cắm sâu xuống khe đá. Chỗ mũi kiếm cắm xuống đá, nứt ra nước ngọt từ dưới lòng đất và tuôn ra ảo ạt. Chưa hết, cá ở đâu từ biển nổi lên mặt nước vô số kể, giúp Ánh có lương thực để chống đói. Loại cá này thì sau đó được gọi là cá cơm. Và bây giờ nếu đến Phú Quốc, để ghi nhớ sự kỳ diệu này, dân trong vùng gọi đây là giếng tiên. Lần thứ hai, có lúc thì Nguyễn Ánh phải sống như ăn mày. Nguyễn Văn Thành là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn, phải chấp nhận dẹp bỏ sĩ diện của một người nho nhã đi làm cướp để nuôi Ánh, đến nỗi bị dân đánh cho suýt chết. Các bạn hãy nhớ đến cái tên Nguyễn Văn Thành, bởi ông là một người hiền tài, người đã bôn ba theo vua Gia Long từ lúc khó khăn nhất cho đến khi thống nhất Giang Sơn. Thế nhưng mà sau khi Ánh lên ngôi, chỉ vì một bản án oan mà liền ban chết hai cha con Nguyễn Văn Thành. Cay đắng thay số phận của trung thần nhà Nguyễn. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục đến lần gặp may mắn thứ ba của Ánh. Lần này Nguyễn Ánh trực tiếp so tài của Nguyễn Huệ, bị Huệ đánh cho tơi bời hoa là hẹ. Thiên chiến của Nguyễn Ánh, kể cả xịn hay giỏm, lớn hay nhỏ, đều bị Huệ đánh chìm và tịch thu. Binh sĩ Nguyễn Ánh sợ Tây Sơn một phép liền bỏ chạy quằn đít. Còn mỗi kẻ cầm đầu là Ánh thì bị kẹt lại ở định tường do ngựa xa lầy xuống bùn. Đoạn này thì là ông hơi xui chút nha. Chứ sau đó, vâng, lại may làm sao, một vị tướng lĩnh tên là Nguyễn Huỳnh Đức đã liều chết quay lại cứu chúa. Huỳnh Đức một mình lớn tiếng thách thức quân Tây Sơn lại gần. Tiếng nói của ông vang dội cả rừng, khiến cho quân Tây Sơn sinh khó hiểu, sợ là có mai phục nên rút lui. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh mới thoát. Đêm đó thì Nguyễn Ánh ngủ gục trên đùi của Huỳnh Đức, ông thức trắng cả đêm đuổi muỗi cho chúa. Cảm động vì sự trung thành và tận tụy, chúa Nguyễn Ánh ban quốc tính họ Nguyễn cho ông, đối đãi ông như thành viên của hoàng gia. Trong một lần giao tranh khác, Huỳnh Đức bị chính tay trùm cuối Nguyễn Huệ bắt sống. Huệ cũng rất là thích ông này nên mới thu dụng, nhưng mà ông bảo chỉ là đánh quân Trịnh chứ quyết không phản Nguyễn Ánh. Về sau khi cùng Nguyễn Huệ thành công đánh quân Trịnh rồi, đã trả cái ơn không giết, Huỳnh Đức rời bỏ Tây Sơn sang đất Thái để mà tìm về chúa cũ. Ông cũng rất là bất ngờ khi Nguyễn Ánh vừa về Sài Gòn. Vua Thái muốn giữ ông lại nhưng mà ông vẫn ra đi, để tìm cho bằng được Nguyễn Ánh phò tá mới thôi. Giờ thì Taka bắt đầu hoang mang. Không biết là vua Nguyễn Ánh ở chúng ta có tài năng gì mà khiến những trung thần tin tưởng, răm rắp nghe theo, thậm chí là sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để như vậy. Quả là số trời đã định mà. Lần thứ tư, lúc bấy giờ mới vào mùa hè năm 1783.
Nguyễn Ánh sau khi liên tiếp bị đánh bại hai trận lớn ở Cần Giờ và Đồng Tuyền thì lực lượng đã tàn rã gần hết. Các tướng chủ chốt mỗi người chạy một ngả. Nguyễn Ánh chạy dài qua Lật Giang, Mỹ Tho, Hà Tiên, Long Xuyên. Sau đó được Lê Văn Duyệt cùng một số hầu cận đón chạy ra Phú Quốc. Trong cuộc chạy trốn này để lại nhiều giai thoại trong dân gian. Nguyễn Ánh chạy đến Lật Giang thì không có thuyền, phải cưỡi trâu qua sông. Quấn Nguyễn Triều Long Hưng sự tích, hư cấu thêm cả cá voi, ngậm Nguyễn Ánh và đưa qua sông. Có tích kể rằng Nguyễn Ánh chạy ra biển thì bị thiếu nước ngọt. May nhờ lúc đó trời mưa lớn, nước từ cửa sông nhỏ chảy ra, không mặn, có thể uống được nên mới thoát chết. Quả là vì rượu mà. Lần thứ 5 thì thủy quân Tây Sơn do Trương Văn Đa rút kinh nghiệm nên càng tổ chức vây chặt đảo Cổ Long. Đảo bị vây 3 vòng mà Nguyễn Ánh không còn cả quân thủy lẫn bộ để bật lại. Đúng lúc khí thế chém giết ngút trời thì bão lớn lại đến. Thuyền Tây Sơn bị đắm phải quay về. Trong khi đó Nguyễn Ánh có một thân một mình hì hục chèo thuyền giữa biển cả mênh mông chạy sang đảo Cổ Cốt thì lại thoát. Tin được không? Không tin thì cũng phải tin, vì sau đó ông vẫn sống nhăn răng ra mà. Cũng từ đây mà những truyền thuyết dân gian như là Nguyễn Ánh có trời giúp, nổi phong ba ngăn chặn Tây Sơn được lưu truyền, khiến cho quân Tây Sơn giận sôi tiết, cay lắm mà không làm gì được. Lần thứ 6 thì Nguyễn Ánh đóng giả ngư dân trốn quân Tây Sơn ở cù lao Ông Trường. Tuy nhiên khi thấy một cô gái sắp chết đuối liền ga lăng bay ra cứu, à bơi ra cứu chứ. Sau màn thể hiện đầy nam tính vừa rồi, cô gái tên là Tố Lan đổ cái dâm và Ánh bị kéo về nhà làm chồng theo tục lệ nơi đây. Ông cha vợ nuôi ăn nuôi ở, giúp che giấu, đồng thời đi tìm các tướng đang lưu lạc cho Ánh. Vâng, chạn vương đời đầu thì gọi tên Nguyễn Ánh nhá. Lần thứ 7 Tây Sơn phát hiện nơi ẩn náu ở đá trồng, sắp tóm được Ánh thì Lê Phước Điển tình nguyện mặc đồ ống để ra hy sinh lừa Tây Sơn. Điển bị chém đầu ngay, còn Ánh tiếp tục thoát sang đảo Cổ Long. Một pha thay mận đổi đào, cứu giá chúa thoát được một kiếp nữa. Lần thứ 8, Nguyễn Ánh bại trận ở sông Ngã Bảy, phải chạy qua nước Trần Lạp. Tây Sơn đuổi theo, bắt vua quan Trần Lạp hàng phục và buộc tất cả những người Việt ở đấy phải về nước. Nhưng mà Nguyễn Ánh lại trốn kịp. Ông này không biết là Trần có gắn motor hay mọc đuôi mà lẩn nhanh như vậy. Lần thứ 9, liên quân Xiêm Nguyễn đụng trận với Tây Sơn trên sông Tiền vào năm 1785. Lúc này Ánh thì đang bợ đít cho quân Xiêm, trong tay cũng có khoảng 3-4.000 lính. Và dù lực lượng quân Xiêm đã đông đến 5 vạn, bao gồm 2 vạn thủy binh, 300 chiến thuyền và 3 vạn quân kỵ, cộng với khoảng 3-4.000 quân Nguyễn, đối phó với khoảng 3 vạn quân Tây Sơn, với chiến thuyền kém hơn tại Dạch Cầm, Xoài Mút. Nhưng mà thân là người được trời độ, trước trận chiến, Nguyễn Ánh liền có linh cảm, bọn mọi Xiêm sẽ bại trận nên luôn đi tụt lại phía sau, đồng thời chuẩn bị sẵn đường thoát để khi cần thì sẽ chuồn. Quả nhiên là chuẩn đến vi khuẩn nữa cũng phải gật gù. Quân Xiêm trong một ngày bị giết đến quá nửa và gần như là thủy quân bị Nguyễn Huệ quát trả gần hết. Thậm chí là tướng rất thân của Nguyễn Ánh là Châu Văn Tiếp cũng tử trận. Nguyễn Ánh bị một tướng Tây Sơn tên là Trần bắt, nhưng vị tướng này lại nhớ ơn cái chúa Nguyễn nên âm thầm thả cho Nguyễn Ánh đi. Thế là Ánh lại thoát, lại tung tăng cùng cuộc phiêu lưu còn rất là dài phía trước. Dù may mắn là yếu tố chính, nhưng phải công nhận vị vua chúng ta có tài thương thuyết mị lòng người, có các tiền nhân về giao tình không hề nhỏ chút nào cùng các tướng lĩnh. Thế nên là hết lần này lần khác cứ nắm vào, nhưng mà rồi kiểu gì cũng phải tuột. Lần thứ 10, lúc này là lúc thể hiện rõ sự giảo hoạt khi mà Nguyễn Ánh nhờ cậy đến Bá Đa Lộc bắc cầu viện trợ đến quân Pháp. Dù lúc ấy chẳng rõ bọn da trắng mũi lõ đến vì mục đích gì, nhưng mà vì lòng riêng Ánh chấp nhận tuốt. Lúc này Nguyễn Ánh chẳng có nổi lấy một tướng lĩnh trong tay, toàn thua tới thua tấp, tiền không có. Thế là giám mục Bá Đa Lộc cầu viện Pháp, nhưng mà quân Pháp phủi đít không cho. Đang lúc bí, đành phải dở ngay chiêu bài từ thiện như là chị Lũ Hậu vậy. Được cái là Bá Đa Lộc cũng chịu tự bỏ tiền túi ra, đồng thời đi vận động bà con cô bác gần xa làm từ thiện quyên tiền giúp đỡ Ánh. Đến lần thứ 11, Nguyễn Huệ đánh vào gia định 4 lần không bắt được Nguyễn Ánh. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ ức chế đến điên người, không hiểu vì sao hắn may mắn đến như vậy. Đến quân nhà Thanh thì cũng không hề khó sợi bằng ý. Phẫn nộ tột cùng, ông bắt đầu cho rằng tổ tiên họ Nguyễn ở trên tiếp linh khí liên tục cho Ánh nên Ánh mới thoát hết lần này lần khác. Dân gian thì ngày một lan truyền những phiên bản hoang đường, ảo diệu với sự may mắn là được trời cao chiếu cố, người nhà trời hay thánh nhân giúp sức. Cố kỵ điều đó, Nguyễn Huệ quyết phá hủy hết lăng mộ 8 đời chúa Nguyễn để cắt long mạch. Trong đó có mộ của Nguyễn Phúc Côn, phụ thân của Gia Long, đem hài cốt đổ xuống sông vào năm 1790. Quyết chí giết Ánh cho bằng được. Ánh rất là căm, ghi thù Nguyễn Huệ, thề là thù không báo không làm người. Lần thứ 12, sau khi quật hết mã nhà Nguyễn, vua Quang Trung liền yên tâm chuẩn bị đánh gia định lần thứ 5. Quyết tâm là quả này phải chơi khô máu.
nhưng mà lại gặp gió ngược nên chưa thể vào Nam. Tới khi sắp có gió thuận thì ông bỗng chết bất đắc kỳ tử. Mất đi vua Quang Trung, quân Tây Sơn như rắn mất đầu, cơ hội của anh đang đến. Lần thứ 13, Nguyễn Ánh chiếm được thành Quy Nhơn. Tướng Tây Sơn là Nguyễn Quang Huy đánh thẳng một mạch hạ đến 25 tướng của Nguyễn Ánh, kéo tới ngay trước chân thành thách thức. Nguyễn Ánh mới tò mò bèn lên thành đứng xem. Tính dân Việt Nam ta mà, như kiểu thấy oánh ghen hay là cắt bom nguy hiểm mà cũng bu lại ngó để cho thỏa mãn hiếu kỳ. Tướng Quang Huy nhìn thấy ngay lập tức rút cung sắt bắn thẳng lên thành, trúng ngay vai trái khiến cho Nguyễn Ánh bất tỉnh tại chỗ. Vết thương thì khá là nặng nhưng mà lại không chết. Nguyễn Ánh sau đó lại chạy thoát về miền Nam. Lần thứ 14, Nguyễn Ánh chạy bộ, còn quân Tây Sơn do Nguyễn Văn Trường thì cưỡi ngựa đuổi theo. Khi Nguyễn Ánh vừa chạy qua khỏi một đoạn đường hẹp thì có một thân cây lớn mục nát đổ xuống chắn ngang đường kỵ binh. Kỵ binh thì không thể nào qua được, nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát nạn. Nguyễn Văn Trường sau việc trên cũng đã linh tính về chân mệnh thiên tử của thanh niên này. Nên về sau khi Nguyễn Ánh trở lại Nam Bộ, ông đã xin hàng và trở thành một trong ngũ hổ tướng thân tín nhất. Khai quốc công thần Nguyễn Triều lập rất nhiều công to. Đến lần thứ 15 thì trong đại chiến Thị Nại, trong lúc thuyền chở Nguyễn Ánh treo vào giữa biển lửa thì đứng ngay tầm bắn của hai pháo đài Gành Giáng và Phương Mai, Đại Bác nã như xả đạn vào đầm. Tướng võ di nguy của ông bị một phát ngay đầu, binh lính chết từ lừa hột dừa. Nhưng mà riêng Nguyễn Ánh thì vẫn sống nhăn, không sứt mẻ gì cả. Tử thần thì cũng phải bất lực. Lần thứ 16, võ tánh tình nguyện tử thủ Quy Nhơn, chịu chết để thu lực lượng Tây Sơn, giúp chúa giành tay vượt biển đánh úp Phú Xuân. Ánh đòi lại kinh thành cũ của gia tộc Nguyễn Phúc một cách đầy dễ dàng. Sau 25 năm lưu lạc, ăn đủ các thất bại, ngậm biết bao nhiêu trái đắng, ẩn nhẫn và nhịn nhục, bợ đỡ lần bàng, rước cáo vào nhà, thoát 77-49 kiếp nạn, cuối cùng Nguyễn Ánh cũng sắp đạt chính quả. Nhưng vẫn chưa hết. Đến lần thứ 17, Nguyễn Ánh giao tranh kịch liệt với Bùi Thị Xuân ở Trần Ninh. Đang gần thua thì vua Tây Sơn là Quang Toản do tuổi nhỏ sợ hãi mới bảo là rút lui. Thế là lật kèo, thắng ngoạn mục và từ đó tiêu diệt luôn nhà Tây Sơn. Lần diệt này, y đã cho quật mã cả nhà Quang Trung và cả quân Tây Sơn, tàn độc không để đâu cho hết. Mục đích thì ai cũng rõ rồi, đó là trả thù mối nhục năm xưa. Lần thứ 18, lúc Gia Long ra công trường để giám sát việc xây lăng, đang ngồi trong nhà thì bỗng gió giật một phát đổ sụp xuống, hai hoàng tử bị trọng thương, nhiều quan khác chết ngay tại chỗ, thiệt hại ước tính vài trăm lượng bạc ròng. Thế nhưng chẳng biết là cái bài này Taka nói đến bao nhiêu chữ thế nhưng rồi. Vâng, ông vẫn sống nhờ kịp chui xuống hố, phản xạ thì nhanh như vận động viên, do kinh nghiệm thực chiến với nhiều năm lang bạt hành tẩu giang hồ, cả đội quân còn chẳng giết được ông. Ba cái mảng tường này có xá là cái gì đâu, ông chỉ bị dập chân u đầu do xa rơi trúng tí mà thôi. Nói chung là về cuộc đời của Nguyễn Ánh, vị vua nhiều tranh cãi trong lịch sử Việt Nam ta, thì trời cho quá nhiều cơ hội rồi, không làm vua không được mà. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ thì không có được cái may mắn này, khi tử thần đã bất ngờ nắm lấy mệnh ông khi tuổi mới ngoài 40, đang đầy sung mãn với những triển vọng huy hoàng chờ phía trước. Những chiến công của Quang Trung Nguyễn Huệ to lớn đến như vậy, những cuộc vây giáp của ông với quân Nguyễn Ánh cũng rất là quy mô và bài bản, suốt hàng chục lần liền. Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn không thể nào đạt được mục tiêu, Nguyễn Ánh vẫn thoát được. Lịch sử sau đó bước sang một giai đoạn mới, đó là Nguyễn Ánh quyết định vai trò trên sân khấu cuộc đời. Âu thì cũng là mệnh trời khó tránh. Và nếu mà những bí ẩn của lịch sử luôn cuốn hút bạn, kính mời bạn đón xem tiếp video Top 3 vua dâm loạn với vợ kẻ khác trong lịch sử Việt Nam đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nhé bạn ơi.